Hello, chào mừng các bạn đến với podcast của Jen. Đây là nơi chúng ta có thể chia sẻ với nhau về nhiều chủ đề liên quan đến tài chính cá nhân, phát triển bản thân, ngành blockchain mình đang làm việc và những bài học giá trị mình đã đúc kết được cho bản thân. Trong tập podcast ngày hôm nay, mình sẽ nói về chủ đề giàu nhanh từ thị trường crypto là như thế nào. Mình sẽ nói theo quan điểm và góc nhìn từ cá nhân mình là một người cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và trải nghiệm thực tế trong thị trường crypto. Mình cũng đã chứng kiến và quan sát được khá là nhiều trường hợp, cho nên thì mình sẽ chia sẻ với các bạn để chúng ta có một cái nhìn khách quan và thực tế hơn về việc là có thật sự có những người có thể giàu nhanh từ thị trường này, từ đầu tư crypto hay không. Đầu tiên thì chắc hẳn ít nhiều gì cũng từng một lần các bạn đã nghe đến một vài những cái tin đồn như là nhiều người mua nhà, mua xe, giàu lên từ thị trường này. Đây là thị trường có thể sản sinh ra những triệu phú Bitcoin, đại gia tiền số, vân vân. Nhưng mà thật sự mà nói, những người trong ngành như mình á, thì mình nói thật là trải qua nhiều năm như thế, thấy nhiều cái trường hợp như thế, thì mình nói thật, cái số người mà được gọi là triệu phú Bitcoin, đại gia tiền số như vậy thì đếm trên đầu ngón tay. Mình đang nói về những người nếu bạn gọi là giàu nhanh nha. Như thế nào gọi là giàu nhanh? Nếu như mà tuần trước vẫn còn nghèo và chỉ một vài tuần sau hoặc là vài tháng sau gặp thôi đã giàu lên một cách kinh khủng khiếp thì mình gọi đó là trúng số, đánh bạc hoặc là may mắn lắm lắm lắm. Còn nếu bạn đang nghĩ hoặc là đã từng có một phút giây nào bạn đã từng suy nghĩ như thế này khi mà bạn bước chân vào thị trường crypto, đó là bây giờ có thể là mình bỏ ra một khoản tiền nào đó, mình đầu tư crypto chẳng hạn. Bây giờ ví dụ mình bỏ ra 10 triệu đi. 10 triệu này mình mua đại một đồng coin nào đó. Ok, nếu như mà bây giờ đồng coin này có x50 hoặc là x100 thì tức là bây giờ mình chỉ cần bỏ ra 10 triệu ban đầu mình đầu tư may rủi thôi. Mà lỡ như nó bung giá cao đi thì mình sẽ có 500 triệu, có 1 tỷ trong tay. Như vậy là mình trở thành tỷ phú, mình giàu. Còn nếu như mà kịch bản xấu nhất, đồng coin này nó lừa đảo, nó scam hoặc là nó về không đi chẳng hạn, thì coi như mình thua hết tiền, mình cũng chỉ mất 10 triệu mà thôi. Nghe cũng khá là giống đánh bạc đúng không? Thì mình nói thật với các bạn, trên thực tế nó là như thế này. Hiện tại trên thị trường đang có hơn 15.000 đồng token khác nhau. Yes, là 15.000 đồng coin khác nhau đó. Và những cái đồng coin mà các bạn thường hay nghe như là Bitcoin hay là Ethereum, ETH đó, thì nó là một cái đồng coin gọi là top 1 và top 2 về mặt vốn hóa trên tổng số 15.000 đồng coin có mặt trên thị trường này. Cho nên người ta mới gọi những đồng như là Bitcoin hay là Ethereum mà người ta nhắc đến rất là nhiều, nó gọi là những đồng coin top hay là đồng big cap. Đó là lý do vì sao mà hầu như mình nghĩ là khi mà các bạn hỏi một người nào đó gọi là người lạ đi, người mà các bạn không thân lắm nhưng mà các bạn biết là người đó có chơi crypto, có trade trong thị trường này, bạn hỏi bâng quơ là ok, bây giờ mình nên mua coin nào đây, thì đối với một người trong ngành thì cái câu trả lời mà dễ nhất và an toàn nhất để có thể trả lời người ta sẽ đưa cho bạn thường thì đó là tốt nhất bây giờ cứ chọn mua coin top hay là big cap mà mua. Coin top hay big cap là những đồng coin mà nằm trong top 10 trên bảng xếp hạng trên website tên là CoinGecko hoặc là CoinMarketCap. Các bạn hoàn toàn có thể Google website này và bạn xem là top những đồng coin nằm trên bảng xếp hạng là những đồng coin nào. Như lúc nãy mình nói như là Bitcoin hay là Ethereum, đó là những đồng coin top. Thường thì người ta sẽ cứ hướng dẫn bạn, ok, an toàn thì cứ coin top hay là big cap mà mua. Giống như là trong thị trường truyền thống thì để gọi là trả lời một cách an toàn nhất thì người ta cứ nói bạn đi mua quỹ ETF đi, đó là an toàn nhất và chắc ăn nhất. Chứ không ai lại đi nói cụ thể với bạn là bây giờ mình trong portfolio của mình đang đầu tư một đồng coin A này nè, nhưng mà đồng coin A này nó rủi ro lắm nha, bạn không nên đầu tư đâu. Thường thì rất là ít người mà có thể chỉ cho bạn một cách chi tiết là họ thật sự nha, là đang đầu tư những con nào và độ rủi ro cũng như là chi tiết nó như thế nào. Thì cái việc là giàu nhanh từ việc mua đúng cái đồng token nào, trong hơn 15.000 cái đồng coin trên thị trường này, các bạn đòi hỏi phải mua đúng cái đáy của nó và bán đúng cái đỉnh của nó, với thêm một điều kiện là cái đỉnh của nó phải là x50, x100 để gọi là một kèo thay đổi vị thế từ nghèo lên giàu thì rất là hiếm gặp, kể cả đối với một người trong ngành cực kỳ lâu năm hoặc là
các bạn có sử dụng những cái phương thức như là phân tích kỹ thuật hay là những cái quy tắc nào đi chăng nữa. Tại vì đơn giản thôi là biết trước thì đã giàu đúng không? Ai lại đi chỉ cho người ngoài? Nếu mà mình biết là bây giờ trong 15.000 đồng coin trên thị trường, đồng nào mình mua mà nó ít 50, ít 100 thì chắc chắn mình sẽ all in vào kèo đó, không cần biết. Nhưng mà thật sự biết trước thì đã giàu, không thể nào mà chắc chắn được. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao vẫn có những người đã thay đổi vị thế, đã giàu nhanh từ thị trường này trong thời gian vừa rồi, đặc biệt là trong khoảng thời gian uptrend năm 2020, 2021 và đầu 2022. Thì ok, bây giờ mình sẽ giải thích và mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn cho mọi người cùng hiểu ha. Đó là bắt đầu từ thời điểm mà thị trường người ta bắt đầu nói nhiều về Bitcoin hay là về crypto, về blockchain đó. Bây giờ mình đi xa hơn một chút là từ những năm 2016, 2017. Thì lúc đó là thời đại làm giàu từ MLM, MLM đó, hay là ICO. Thì lúc đó mình thấy người mà giàu lên từ ICO thì ít, mà người bị scam, bị mất tiền từ ICO thì nhiều. Và thực tế thì mình cũng là một trong số rất là nhiều người đã bị mất tiền vào thời điểm đó. Mình nghĩ là lúc đó giàu lên chỉ có thể là những người gọi là chủ những dự án MLM hay là ICO, có nghĩa là những người đã cầm tiền người khác rồi chạy, hoặc là bạn hên lắm thì bạn bỏ tiền vào đầu tư cho lending với lãi suất khủng, rồi bạn hên là bạn rút ra trước cái thời điểm mà nó sập thôi. Thì nhưng mà trong trường hợp đó mình thấy khá là ít, đa số là mọi người mình gặp nói chuyện hầu như bị mất tiền từ cái việc MLM hay là ICO hồi đó rất là nhiều. Nói chung là lúc đó thì vẫn còn khá là ít những dự án blockchain, đa số là sàn hoặc là những dự án đời đầu thôi, còn lại thì đa số toàn là ICO cả, nhưng mà ICO thì cũng không đi tới đâu, cho nên là tạm thời mình sẽ bỏ qua giai đoạn này. Tiếp theo là mình đi đến mùa bull run từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2022. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mình quan sát được, mình thấy đó là đã tạo ra được rất là nhiều người và rất là nhiều những thế hệ có thể giàu nhanh từ thị trường này trong vòng vài tháng và vài năm ngắn ngủi thôi. Thì đó cũng là giai đoạn mà tất cả mọi người đều nói về crypto rất là nhiều, trên báo đài, trên TV, rồi cộng đồng, tất cả mọi người đều nháo nhào theo. Tại vì cũng một phần là do lúc đó là Covid, mọi người ở nhà nhiều và mọi người luôn muốn gọi là đi tìm một cách kiếm tiền, một cách đầu tư, thì lúc đó crypto lại bắt đầu uptrend, cho nên là cực kỳ hot lúc đó, mọi người nói về crypto rất là nhiều. Nhưng mà cũng gọi là đầu tư theo tâm lý FOMO đó. FOMO là Fear of Missing Out, tức là các bạn cảm thấy sợ bị cái cảm giác bỏ lỡ, mình không đầu tư được con đó hoặc là mình bỏ lỡ kèo đó thì mình cảm thấy rất là tiếc và rất là khó chịu trong người. Cho nên là mình phải đi theo người ta, mình phải đầu tư giống cho người ta để bắt kịp cái tâm lý FOMO trong mình. Ok, không dài dòng nữa thì bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu thêm là cái cơ hội lúc đó nó nhiều như thế nào, để các bạn hiểu là tại sao vẫn có những người đã thật sự giàu lên từ mùa bull run năm đó ha. Ví dụ bây giờ các bạn hiểu đơn giản, một cách đơn giản nhất là đang có một cái dự án crypto, nó đang rất là hot. Nó được đầu tư bởi những quỹ lớn, bởi backer lớn và những KOL rất là xịn. Thì những người gọi là quỹ đầu tư này chắc chắn là họ sẽ có vị thế đầu tư tốt hơn bạn. Đúng rồi, tại vì họ là quỹ đầu tư mà, dự án liên hệ với quỹ đầu tư trước khi liên hệ với gọi là những người vòng ngoài chứ, đúng không? Bạn là một người đầu tư nhỏ lẻ thôi, thì làm sao mà bạn có thể có những cái kèo trực tiếp với dự án và những kèo mà mua với giá tốt hơn được. Chắc chắn là họ sẽ phải đi tìm quỹ đầu tư trước. Thường là như vậy, chứ không phải là tất cả nha. Nhưng mà nói chung là nếu sẽ có những người có tâm lý là bây giờ mình cũng muốn được giống quỹ đầu tư, đúng không? Bây giờ mình muốn được mua với giá thấp. Nhưng mà bây giờ bạn là một người bình thường, bạn không có vị thế, và thực tế hơn nữa là bạn không có nhiều tiền để đầu tư 500.000 đô, 1 triệu đô, 2 triệu đô giống như quỹ đầu tư. Bạn chỉ có khoảng 1.000 đô, 2.000 đô thôi, 5.000 đô thôi, đúng không nào? Như vậy thì không lẽ bây giờ làm đối với cương vị là một người mua nhỏ lẻ, bạn phải đợi thêm một thời gian đến khi dự án thông báo là niêm yết listing trên sàn, bạn mới bắt đầu có thể là mua cái token đó thông qua những cái sàn giao dịch CX hay là DX. Nhưng mà đến lúc đó thì tất nhiên là mọi người ai cũng có thể lên mua được, đúng không? Chỉ cần tạo ví hay là tạo tài khoản, nạp tiền là có thể mua được. Và lúc đó thì cái vị thế nó không còn tốt nữa, và cái giá đó cũng không còn tốt như là vòng đầu tư trước nữa. Thì lúc đó mới bắt đầu hot lên cái xu hướng đó là IDO và IEO.
Bạn nào nghe tới đây mà vẫn gọi là hơi thắc mắc cái thuật ngữ IDO và IEO là gì thì mọi người có thể lên Google và search trên website của co68.com. Mình có một cái bài viết cực kỳ chi tiết giải thích cụ thể IDO và IEO là gì. Trong video này thì mình sẽ không nói quá chi tiết để đỡ mất thời gian ha. Nhưng mà nếu cho bạn nào mà muốn hiểu một cách đơn giản nhất đi thì tức là qua IEO và IDO đó thì các bạn sẽ có cơ hội để đầu tư mua token của cái dự án này với một cái giá tốt hơn là cái giá mà bạn sẽ lên sàn mua sau này, hoặc là một cái tấm vé để bạn có thể mua, có thể đầu tư đồng token đó với một cái giá tốt, một cái giá private, và có một cái lịch trả token, một cái giá vesting nó cũng tốt hơn. Với điều kiện nào để tham gia thì tùy vào dự án sẽ đưa ra và tùy vào cái nền tảng mà bạn sẽ chơi IDO hay là IEO đó. Thì thường có những nền tảng là bạn sẽ phải gọi là xếp hàng để chờ mua, hay người ta gọi là first come first serve đó, hay là hên xui may rủi, random bạn xếp hàng ra số thấp thì có cơ hội được mua, hoặc là những điều kiện khác như là bạn phải stake hoặc là hold cái đồng token đó trong thời gian bao lâu, hoặc là bạn phải có trong cái whitelist, tức là cái danh sách dành riêng cho những người mà đủ điều kiện để được mua đó. Nói chung là cũng hơi phức tạp một chút cho những bạn mới, nhưng mà những bạn nào mà đã trong cái giai đoạn đó rồi hoặc là trong thị trường rồi thì chắc chắn khi mà mình nghe đến cái gọi là chơi IDO thời điểm đó thì rất là hot những nền tảng như là Polkastutter, DAOmaker, GameFi, Redkind, Paid v.v. Còn IEO thì có IEO trên FTX nè, Coinlist cũng rất là hot, hay là Binance Launchpad v.v. Đợt đó thì có những bạn trúng IDO, IEO được suất mua token giá thấp đó, thì sau đó cái giá của đồng coin đó nó pump lên ít to, ví dụ như là con Flow hay là con Casper chẳng hạn. Đó là thời kỳ đỉnh cao của IEO ở trên Coinlist và IDO trên Polkastutter. Thì đó là cái điểm mà mình thấy có rất là nhiều những người mua nhỏ lẻ và những người bình thường có thể kiếm được cực kỳ nhiều tiền từ việc chơi IDO, chỉ với là một người nhà đầu tư nhỏ lẻ bình thường thôi, chứ không phải là làm trong quỹ đầu tư hay gì nha. Đó. Thì các bạn có thể hiểu được phần nào là lúc đó có rất là nhiều những cơ hội để tạo ra cho những người đầu tư nhỏ lẻ, những người đầu tư private có thể kiếm tiền và kiếm rất là nhiều tiền nếu như mà mua được cái đồng token nó pump cao hoặc là nó tiềm năng. Ngoài ra thì trong thời gian đó có một cái gọi là kèo đầu tư riêng, nhưng mà mình thấy tuy gọi là kèo đầu tư riêng nhưng mà mình thấy cũng có rất là nhiều những hội nhóm, những cộng đồng crypto chia sẻ cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ, có nghĩa là ai cũng có thể tham gia được, chỉ cần đóng phí hoặc là chỉ cần nằm trong một cái nhóm riêng nào đó. Nó tên là private pool đó, tức là mình nói một cách danh giả là đi pool đó. Hiểu đơn giản là ví dụ như mình đi, Jenny ha, mình có một cái kèo đầu tư vào dự án A với giá private, giá rất là tốt luôn, giá mà của những quỹ đầu tư họ vào chẳng hạn, tùy theo vòng, nhưng mà chắc chắn là một cái mức giá rất là tốt. Nhưng mà lúc mà mình nói chuyện với dự án á, thì mình xin cái ticket đầu tư của mình, tức là cái khoản đầu tư của mình đó, thay vì mình không có tiền, mình không có mấy trăm ngàn đô, một triệu đô giống như quỹ đầu tư, thì mình xin dự án cho mình một cái vé với mức thấp thôi. Như là giờ mình có 10.000 hay là 20.000 đô đi, thì ok, nếu như mà dự án đồng ý thì sau đó mình sẽ lấy 10.000 hoặc 20.000 đô đó, mình đem về, mình chia lại cho những cái hội nhóm đó, hoặc là cho những cái người bạn bè thân thiết, đồng nghiệp xung quanh mình, những người nào mà có nhu cầu đi pool chung với mình, đầu tư private chung với mình, thì mình sẽ share. Ví dụ mình share cho một nhóm, mỗi người thì sẽ có cơ hội là một cái ticket được đầu tư 1.000 đô, 2.000 đô hoặc là 5.000 đô. Thông thường thì mình thấy họ sẽ tạo ra một cái Google Form và gửi, và trong cái Google Form đó sẽ bao gồm như là thông tin Telegram, rồi bạn đi bao nhiêu tiền, bạn đi 1.000 hay là 2.000 đô, rồi ví, địa chỉ ví nhận token của bạn sau này như thế nào, vân vân. Cộng thêm một việc là ví dụ có những cộng đồng bạn sẽ phải đóng thêm 3% hay là 5% hay là 7% phí đóng cho chủ pool, tại vì mình là người mang deal đó về mà, thì mình sẽ trả thêm phí đó. Thì cả một mùa như vậy sẽ có hàng trăm cái pool private như vậy, và với cơ hội đầu tư khá nhiều, chỉ cần có một cái mối quan hệ nào đó hoặc là xin vào một group riêng thôi, thì với một nhà đầu tư nhỏ lẻ thì bạn hoàn toàn có thể có cho mình một vài cái đầu tư private rồi, và lúc đó
cái kèo private lúc đó vẫn còn ngon nha. Tức là khi mà đầu tư vào thì đa số là vẫn có lời, cho nên là đã có rất là nhiều bạn giàu lên từ việc gọi là đi pool private chung với nhau. Bởi vì căn bản lúc đó uptrend mà, cho nên là dự án nào listing cũng pump, hoặc là pump nhiều pump ít, cho nên kèo private đầu tư trả token đa số là có lời hết. Tương tự thì sẽ có những bạn mà bạn đó làm việc trong công ty crypto hoặc là trong quỹ đầu tư, thì sẽ có những kèo gọi là kèo nội bộ đó, để share cho nhân viên, thì có slot mua private các thứ hay là cơ hội đầu tư thì cũng không thiếu đâu. Ngoài ra thì mình cũng có thấy những bạn là đầu cơ tech coin, là những đồng token blockchain layer 1 trong khoảng thời gian đó đó, từ khá là sớm, lúc mà giá còn thấp, vốn hóa vẫn còn thấp. Thì bây giờ nếu như mà hold chắc tay thì tới bây giờ cũng ít khá là nhiều lần đúng không? Nhưng mà không biết là có bạn nào hold từ đó đến bây giờ hay không. Tuy nhiên thì mình có biết một người bạn, cũng không hẳn là một người bạn, là một người quen thôi, thì bạn này đã mua 15.000 SOL, mua tổng cộng là 15.000 đồng SOL, và bạn DCA giá từ 1 đô lên 5 đô. Sau đó thì SOL chia 2, nhưng mà bạn vẫn hold, hold rất là chắc tay nha. Và các bạn biết rồi thì SOL mà, đỉnh điểm của SOL là gần 260 đô. Nếu như không ok, coi như giả sử không bán giá đó đi, chỉ cần 100 đô hay 200 đô thôi chẳng hạn, thì mọi người tính thử là nếu hold chắc 15.000 SOL mà nhân cho 200 đô hay nhân cho 100 đô thì là bao nhiêu tiền. Các bạn tự tính và cũng tự hiểu nha, là những người đầu cơ tech coin từ khá là sớm đó. Còn một trường hợp khác là giàu lên từ market trong khoảng thời gian đó nhờ vào việc đu trend, đầu tư theo trend meme coin. Cụ thể là những meme coin hệ chó lúc đó rất là hot, như là Doge, Shiba Inu, Floki v.v. Nguyên cái dạng hệ chó đó, đặc biệt là con Doge. Trong khoảng thời gian có một khoảng gần như là tất cả mọi người, bạn bè của mình, họ hàng lâu năm đều nhắn tin, gọi điện thoại và inbox hỏi mình về đồng Doge này có nên đầu tư hay không. Rất là hot. Và mình thực ra thì ngoài cái việc đầu tư meme coin ra thì có một cái trend rất là hot tại thời điểm đó, chắc hẳn là các bạn sẽ chưa quên, đó là trend GameFi hay là Play to Earn. Thì mình biết có những bạn, có những anh chị mà tại Việt Nam á, từ lúc mà Axie Infinity còn mới á, chưa có hot, lúc mà Axie còn mới và trend GameFi vẫn còn đang chưa hot trên thị trường, thì họ đã biết đến từ rất là lâu rồi, và họ đã mở trại và kinh doanh trại Axie từ rất là sớm và kiếm được rất là nhiều tiền từ nó trước khi mà Axie nổi như cồn như bây giờ. Hoặc là có những game khác ngoài Axie lúc đó ra là đua ngựa nữa, thì có những trại ngựa, có những cái gọi là mô hình kinh doanh tự phát đó về play to earn, khi mà những người mà biết từ sớm thì đã earn được rất là nhiều tiền rồi. Nhắc đến GameFi, trong khoảng thời gian này thì có khá là nhiều những dự án GameFi nổi lên, tạo ra một làn sóng là đi đâu cũng thấy game crypto, đi đâu cũng thấy play to earn. Và có những game, cái gọi là mô hình gameplay nó cực kỳ đơn giản và nó thật sự là đánh mạnh vào cái sự kiếm tiền luôn á, có nghĩa là người tới sau trả cho người tới trước luôn á. Nhưng mà có những bạn kiếm được rất nhiều tiền bằng việc là phát hiện ra cái đó, biết tới game trước, mua NFT và chơi kiếm tiền trước, và chơi trong khoảng một thời gian ngắn, và các bạn thấy hết ngon và hết kiếm tiền đồ thử rồi thì các bạn bán hết và out game. Thì sau đó bạn chuyển rủi ro cho những người tới chơi sau, là cái mô hình người tới sau trả cho người tới trước. Và tất nhiên thì mô hình này không bền vững chắc chắn rồi, và nó diễn ra trong một thời gian ngắn hạn. Chưa nhắc đến việc là hầu như những dự án mà đã ra game và còn hoạt động cho tới bây giờ, mà làm sản phẩm đàng hoàng, bình thường, cộng đồng lành mạnh, build dài hạn và không ăn sổ như những game ở trên á, thì tới bây giờ chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nhưng mà tới bây giờ thì những dự án đó vẫn hoạt động rất là tốt. Trên đây thì hầu như là những thứ mà mình thấy có thể gọi là kèo kiếm tiền nổi bật trong ngắn hạn đã giúp rất là nhiều bạn giàu lên từ đợt bull run năm 2021. Tất nhiên thì đó không phải là tất cả những cách mà giúp các bạn kiếm tiền trong suốt thời gian uptrend, vẫn còn rất là nhiều những thứ khác nữa. Tuy nhiên thì những kiểu khác nó lại là theo kiểu kiếm tiền chậm hơn, chắc hơn, phần trăm lợi nhuận thấp hơn, nhưng mà gọi là chậm mà chắc, rủi ro không quá cao đó, thì mình không có đề cập đến. Mình chỉ đề cập những cái kèo mà gọi là nổi bật và hầu như là giúp rất là nhiều người đổi vị thế và kiếm nhiều tiền từ đợt đó thôi. Nếu mà các bạn để ý thì có một trường hợp mà mình đã không đề cập tới, tại vì mình không nghĩ đó gọi là giàu nhanh, đó là những đội ngũ build dự án blockchain, crypto. Ví dụ, những người đó là người chủ sàn giao dịch, chủ dự án, founder, họ bỏ công sức ra xây dựng dự án, xây dựng đội ngũ làm việc, sản phẩm, xây cộng đồng, gọi vốn, lên kế hoạch phát triển
triển khai dự án v.v. Nói chung là họ đã bỏ ra rất là nhiều công sức, tầm nhìn, định hướng. Thì nếu như sản phẩm của họ tung ra thị trường, gặt hái được thành công và mang lại được nhiều doanh thu, giúp họ giàu lên, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng, giúp họ kiếm được rất nhiều tiền, thì mình nghĩ là hoàn toàn xứng đáng với công sức mà người ta bỏ ra. Không có gì ở đây gọi là miễn phí hay là giàu nhanh cả. Tương tự như vậy, có những bạn mà đã đi làm trong dự án crypto từ thuở dự án mới bắt đầu, dự án chưa có gì trong tay đó, thì từ những bước đầu tiên build tới khi dự án thành công, có token và launching token, listing token, bạn đó được thưởng một mức lương cao, mức thưởng bonus cao, hoặc là có được phần trăm team token, thì đó là hoàn toàn xứng đáng và bạn có thể gọi là giàu lên từ việc là đã chọn đúng nền văn minh đó, gặp đúng người có tâm, có tầm, đúng dự án tiềm năng thì cứ thế mà phát triển tiếp thôi. Ngoài ra thì có 3 trường hợp mà mình đã không đề cập, mặc dù thì có thể kiếm được rất là nhiều tiền trong crypto và giàu lên một cách nhanh chóng trong vài tháng, vài năm ngắn ngủi thôi, nhưng mà mình sẽ xếp ra một cái loại riêng, tại vì 3 trường hợp này mỗi trường hợp nó hơi đặc biệt một chút. Trường hợp thứ nhất đó là chơi futures. Chắc chắn rồi, khi mà nghe tới đây, những bạn nào mà từng chơi future hay là giao dịch đòn bẩy thì đều hiểu về cái mức độ rủi ro của hình thức này mang lại. Nhưng mà tại sao vẫn có những người chơi? Thì đơn giản thôi, tại vì nó nhanh. Nó đánh nhanh thắng nhanh, dễ gây nghiện. Nhưng mà ngược lại thì cũng dễ bay, dễ mất, rủi ro cao hơn, tâm lý bất ổn hơn. Nếu mà lỗ thì lỗ nhiều hơn. Mình biết là có rất là nhiều anh chị trong ngành giàu lên từ việc trade future, đánh lệnh cả trăm ngàn đô, cả triệu đô là bình thường. Cái đó mình không nói xạo, mình nói thiệt, tại vì mình đã từng chứng kiến rồi, trong ngành luôn, và cụ thể là những người mình quen biết và mình nói chuyện luôn, kiếm rất là nhiều tiền từ việc chơi futures, nhưng mà sau đó thì trả lại cho thị trường hết. Buồn nhất là có một trường hợp mà mình biết là cũng một người mình quen, bạn đó đã dồn hết tiền tiết kiệm của bản thân và của gia đình vào một lệnh future với mong muốn là bây giờ chỉ cần thắng một lần nữa thôi là lần cuối, rồi mình trả nợ hết cho gia đình, rồi mình nghĩ mình không bao giờ dính dáng đến future nữa. Nhưng mà ai ngờ đâu thì kèo cuối cùng đó lại là kèo thua và mang lại biết bao nhiêu hậu quả về sau cho bản thân bạn và gia đình bạn. Nói dài dòng như vậy thôi, nhưng mà để các bạn hiểu là nếu như mà chúng ta đánh tiền lớn đó, hay thậm chí là tiền lớn hay nhỏ cũng được, nhưng mà chơi future rất là rủi ro. Đồng ý là thắng nhanh, thắng nhanh vài trăm nghìn đô hay là cả triệu đô là có, nhưng mà cũng mất nhanh lắm các bạn nếu mà chúng ta không biết cách kiểm soát lòng tham. Cho nên thì lời khuyên chân thành từ phía mình thì nếu được, các bạn không nên dính dáng quá nhiều đến futures trong thị trường crypto này. Trường hợp thứ hai đó là về vấn đề đạo đức. Nói đến đây thì các bạn cũng sẽ hiểu là khi giàu, gọi là giàu lên từ việc lấy tiền của người khác, không cần giải thích dài dòng, ví dụ như những trường hợp scam, lừa đảo, build dự án glue gà để upbo cộng đồng, lừa đảo trong các hội nhóm cộng đồng, lừa những người mới vào thị trường crypto, lừa người ta nạp tiền, hoặc là cố tình gọi là dụ dỗ siêu coin hay là đầu tư vào một cái dự án nào đó để có thể lùa gà và xả coin lên cộng đồng chẳng hạn, vân vân. Thì nói chung là có rất là nhiều những hình thức scam và lừa đảo trong thị trường này. Chắc là mình sẽ cố gắng để tổng hợp ra một tập khác để các bạn nghe kỹ hơn và các bạn sẽ có những lưu ý hơn. Tại vì trong thị trường crypto này có rất là nhiều những cái gọi là chiêu lừa khác nhau, không phải là những cái lừa mà các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng như là nhắn tin qua Telegram hay là gọi điện thoại đâu, mà sẽ là những cái mánh khóe rất là tinh vi mà hầu như là thậm chí những người trong ngành lâu năm còn bị lừa nữa mà. Nó sẽ rất là phức tạp, cho nên mình sẽ để ra một tập sau ha. Còn trường hợp thứ ba là xảy ra khi hiểu, cho nên mình không đề cập ở trên, là những người mà không biết mình giàu và mới phát hiện ra là mình giàu. Ví dụ như là mua rất là nhiều token với giá lúc thấp và để trong ví, xong rồi để lâu quá rồi quên luôn á. Những người mà quên luôn, không check tài khoản hay là không quan tâm thị trường luôn á. Có những người thì khi mà nhớ ra, phát hiện ra thì mất luôn private key của ví, nên coi như lúc phát hiện ra mình giàu thì cũng không lấy lại được. Nhưng mà cũng có những người là để mấy năm rồi mới nhớ ra là ok, được rất là nhiều tiền từ đống token của mình đã hold từ rất là lâu, mình để quên luôn. Thì đó là trường hợp mà coi như là để trong ví xong rồi quên luôn đó. Thì
Nói tới đây thì chắc là cũng sắp kết thúc tập podcast ngày hôm nay rồi. Để mình sẽ nói thêm cho các bạn một vài ý. Cái này thì mình sẽ nói về quan điểm cá nhân của mình. Mọi người có thể đồng ý hoặc là không đồng ý. Cứ thoải mái mọi người để lại ý kiến trong phần bình luận nha. Ý kiến thứ nhất đó là mình muốn nói không phải cứ ai kiếm tiền được từ thị trường crypto thì hoàn toàn là nhờ may mắn hết, toàn là lừa đảo kiếm tiền từ người khác hết. Đồng ý là phải có yếu tố may mắn trong đầu tư, nhưng mà kiếm tiền trong thị trường crypto thì đa số ngoài yếu tố may mắn, mọi người cũng phải bỏ công sức, bỏ thời gian ra rất là nhiều để tìm tòi, để tìm mọi cách để kiếm tiền trong thị trường này. Hoặc là có những người đi làm trong những công ty blockchain crypto để kiếm lương, kiếm kèo, làm đàng hoàng chân chính một cách rất là bình thường. Cho nên thật sự thì qua nhiều mùa uptrend, downtrend, ai làm thì vẫn cứ làm, ai đi thì vẫn cứ đi. Có những người ngắn hạn nhưng mà cũng có những người dài hạn trong thị trường này. Điều thứ hai là nói gì thì nói, mọi người có thắc mắc là tại sao vẫn có rất là nhiều người tò mò và muốn tìm hiểu về crypto để đầu tư, để tìm hiểu kiến thức không? Có phải là tại vì có lẽ cái mạng này gọi là có hope hơn, có hy vọng hơn so với những mạng khác trong thị trường truyền thống, so với những thị trường khác như là mọi người để ý cổ phiếu, bất động sản hay là những con đường khác như khởi nghiệp hay làm công ăn lương? Có phải là có hy vọng hơn một chút để giúp người ta kiếm tiền nhanh hơn và cơ hội giàu nhanh hơn hay không? Khi mà đã có thật sự là những trường hợp đã kiếm được rất nhiều tiền và mất cũng rất là nhiều tiền từ thị trường này rồi, nhưng mà so với những thị trường khác thì có vẻ như là thị trường này có hope hơn, có hy vọng hơn một chút. Thì mình nghĩ là như vậy. Những ai mà đã và đang đi làm trong ngành trên thị trường truyền thống đều hiểu là trầy trật và kiếm tiền cực kỳ vất vả. Nhưng mà tại không hiểu tại sao trong những năm Covid như là 2020, 2021 hay đầu 2022 thì có rất là nhiều những bạn trẻ ở nhà chơi crypto và giàu lên trong một thời gian rất là ngắn. Có vẻ như mình thấy họ không cần bỏ quá nhiều công sức trong như là trong thị trường truyền thống chẳng hạn. Cho nên mình cũng cảm thấy chạnh lòng, chứ mình cũng cảm thấy là tại sao mình không được như họ, tại sao mình lại không kiếm tiền được như họ, tại sao mình vẫn vất vả và đi làm tối mày tối mặt nhưng mà vẫn không tiết kiệm được tiền. Ví dụ như thế. Nhưng mà ở đây thì mình xin phép nói thật luôn, thực tế bây giờ nha, thực tế là kể cả có trong crypto đi chăng nữa, lâu năm kinh nghiệm dày dặn các thứ đi chăng nữa, thì bây giờ thị trường crypto này kiếm tiền rất là khó, kiếm tiền không dễ. Và tại vì cuộc chơi nó ngày càng khó hơn, ngày càng dài hơi hơn, đòi hỏi phải yêu cầu cao hơn, kiến thức nhiều hơn và bị chi phối bởi nhiều thứ hơn. Không phải là cứ bỏ tiền vào là sẽ có lời một cách dễ dàng hay là dễ sinh ra những triệu phú tiền số Bitcoin gì nữa đâu. Bây giờ cuộc chơi nó không phải là như những năm trước nữa. Mọi người cứ quan sát là sẽ thấy, có thể là trong dài hạn thì mọi người sẽ hiểu những gì mình nói, sẽ càng ngày càng khó kiếm tiền hơn và cuộc chơi bây giờ nó đòi hỏi cao hơn rất là nhiều. Điều số 3 mình nghĩ là trong thời đại hiện nay, khi mà tất cả mọi thứ đều moving fast, tức là biến chuyển rất là nhanh, từ tin tức nè, những chủ đề mọi người nói trên mạng xã hội, xu hướng ăn uống, mua sắm, sinh hoạt, giải trí vân vân đều thay đổi rất là nhanh. Đồng ý là mọi người cũng phải thích nghi, cũng phải biến chuyển và thay đổi theo cái xu hướng chung. Tuy nhiên thì với một khía cạnh nào đó, khi mà trải qua và khi sống chậm lại một chút thì mình thấy việc này có hại, ít nhất là đối với bản thân mình, bằng việc thực tế là những bạn nào mà đã theo dõi mình trước đây có làm TikTok thì bây giờ mình thực tế là đã xóa app TikTok và không lướt TikTok được tới đây là 2 năm rồi. Nhưng mà thực tế thì xã hội nó đang là như vậy, thực tế nó sẽ là như vậy và xu hướng tiếp theo nó cũng sẽ là như vậy. Cho nên vô tình bây giờ cái việc gì mình làm cũng phải có xu hướng là phải nhanh theo, vội vã và phải ngắn. Cho nên là đôi khi mọi người tự áp lực là cái việc kiếm tiền nó cũng phải như vậy, kiếm tiền cũng phải nhanh, phải nhiều và phải thật giàu trước năm 30 tuổi chẳng hạn, để có thể nghỉ hưu trước năm 30 tuổi. Chưa nói đến những cái việc khác như là trên nền tảng Threads chẳng hạn, gần đây mình có lên mình đọc và cũng thấy áp lực theo luôn á, là các bạn khoe thu nhập, khoe tài sản, khoe nhà, khoe mức lương, trong khi các bạn mới có 20 mấy tuổi thôi nhưng mà mức lương rất là khủng và thu nhập rất là cao. Đối với mình thì mình không bị ảnh hưởng mấy đâu, nhưng mà mình biết có
những trường hợp là thật giả lẫn lộn mà, hoặc là có gia đình hậu thuẫn sẵn. Nhưng mà còn với những bạn mà đang trên con đường tìm kiếm bản thân, đang tích lũy và tiết kiệm tiền chẳng hạn, hoặc là đang trong giai đoạn khó khăn về mặt tài chính, phải lo cho bản thân, lo cho gia đình và tương lai của mình nữa, thì sẽ thấy áp lực cỡ nào. Cho nên là động lực để các bạn có thể tìm kiếm sự giàu nhanh trong thời đại này thì mình thấy là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Một phần thì mình cũng muốn nói lại là mình nghĩ tư duy và mindset giàu nhanh không phải là 100% xấu. Nếu như mình nghĩ nó tiêu cực thì nó sẽ là tiêu cực, và nếu mình muốn nó trở thành động lực thì nó sẽ là một điều tích cực. Cụ thể như việc là bây giờ phải làm mọi cách để giàu nhanh, bất chấp luôn nha, bất chấp tiêu chuẩn đạo đức, nhìn thấy xung quanh rồi là áp lực, so sánh đè nặng lên bản thân mình chẳng hạn, thì chắc chắn điều này là một điều tiêu cực. Nhưng đối với bản thân mình, từ khi mà mới ra trường đi làm, mình thật sự nghĩ trong đầu lúc đó mình chỉ muốn ra trường thật là nhanh và đi làm kiếm tiền thật là nhanh thôi, để mình muốn giàu lên thật là nhanh. Ít nhất là với ước mơ mình sẽ giàu nhanh hơn, mình sẽ thành công nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ mình. Thì điều đó sẽ là cái điều lớn nhất để thúc đẩy mình trong quá trình mình đi làm, mình cố gắng hết sức để kiếm tiền. Thì với những bạn mà đặt mục tiêu tích lũy, tiết kiệm, đầu tư, đi làm, cố gắng hết sức sao cho mình có thể độc lập tài chính trước một mốc nào đó của cuộc đời, có thể là trước năm 30 tuổi hoặc có thể trước khi lập gia đình chẳng hạn, thì việc mà có mindset giàu nhanh, mở ngoặc là trong thời đại hiện nay nha, vừa là động lực cũng vừa là áp lực, đặc biệt là cho những người trẻ. Tới đây thì chắc là bài nói cũng dài rồi, cho nên là mình xin phép là sẽ đóng tập podcast này tại đây. Nãy giờ mình chia sẻ thì hy vọng là các bạn cũng có thể có cho mình một cái nhìn tổng quan và khách quan nhất về việc thế nào là có những người đã giàu nhanh trong thị trường crypto, trải qua những cái cách để kiếm tiền và họ đã kiếm tiền như thế nào, và những trường hợp giàu nhanh trong thị trường crypto là hoàn toàn có. Tuy nhiên thì bây giờ cuộc chơi nó đã khác rồi mà nó sẽ rất là khó và ngày càng khó hơn. Ok, thì cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast của Jen. Nếu mà bạn thấy thích tập podcast này thì nhờ bạn bấm thêm cho mình vào nút like để mình có động lực làm những tập tiếp theo. Mình cảm ơn và xin chúc những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này sẽ đến với bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast sau. Bye bye!